Cảnh sát khám xét khẩn công ty Park Min Jang, Lee -si Ung vì bê bối tham ô. Vụ việc công ty quản lý của Park Min Jang và Lee -si Ung bị cảnh sát khám xét đang trở thành tâm điểm chú ý. Vào ngày 15 tháng 11, truyền thông Hàn Quốc công bố nguyên nhân đằng sau cuộc khám xét đột ngột trụ sở Hook Entertainment. Theo đó, trụ sở Hook Entertainment bị bộ phận điều tra tội phạm nghiêm trọng của cơ quan cảnh sát quốc gia khám xét do cáo buộc tham ô của một số giám đốc điều hành, bao gồm cả giám đốc họ quan. Được biết, nếu số tiền giám đốc công ty này tham ô vượt quá 5 tỷ côn, 90 tỷ đồng, cảnh sát sẽ xem xét áp dụng đạo luật trừng phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế đặc biệt. Trước đó vào ngày 10 tháng 11, cảnh sát đã khám xét trụ sở công ty ở phường Trang Đơm, quận Gang Nam, Seoul trong 5 tiếng và thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng. Việc cảnh sát đột ngột khám xét công ty giải trí là điều rất hiếm thấy. Theo ngày một chuyên gia luật pháp, nếu lệnh khám xét được ban hành tức là cảnh sát đã nắm rõ những điểm đáng ngờ. Việc tiến hành khám xét không báo trước, không triệu tập những người liên quan chứng tỏ cảnh sát đang nắm trong tay nhiều bằng chứng thuyết phục. Hope Entertainment là máy nhà chung của hàng loạt ngôi sao lớn như Park Min Jung, Lee Si Ung, Lee Seo Jin, Lee San Hee và Un seo Jung. Vụ việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nguồn: SPOTV News.